Tá bom. Fica no. Eu vou chujar, fica limpo. Não, na chinela. Um pra mim, um pra minha neném. Não vai chegar ela. Nega vão lhe vestir, ela nega vai vestir. Essa pequena. Vou dois, né? Pequena. Não, sério. Eu já sei, tudo fica bem. Não, não, número. Eu quero, quero ver. Pode levar a mão primeiro. Lá, leva a mão. Tá aqui, abre a. Aqui, abre a essa só. Anh mở khóa cho đây, hệ thống. Tá bom. Vestir bem, né? Pode sujar. Pode sujar depois você que lava. Lava. Não vou lavar até um ano. Tem que lavar. Vai chegar? Vai, chegou. É o corpo pequeno. Tá bom. Tá. Okay. Chega. Também okay. Chega, Efe. Já chega, é assim. Tá. Tudo nem mesmo. Essa é, não, essa outra é. Agora, outro. E outra feitio. Essa é outra. Então vai chegar, vai chegar. Prometa, mesmo agora, junto. Dentro, assim. Mete aí já. Vietnam! Agora não mais sou angolano, agora sou Vietnam. Ok. Chega. Thế là ba, mặc ba cái mà vẫn vừa, ok. Okay. Tá bom, bem claro, bem branca, bem limpa. Tá bom. Foi. Eu vou ficar só assim, Vietnam. Já, ok. Tá bem. Tá. Ok. Thế là anh Quyết hôm nay đã tặng nốt hai cái áo cho Netu rồi. Rất là vừa vặn, rất là đẹp. Xin chào mọi người, mình là Quỳnh. Hiện tại thì mình đang ở nhà. Ok, và là xin chào. Xin chào. Ừ, mình sẽ ở hiện tại hôm nay. Xin chào mọi người nhé. Sao mà tôi nhớ fala bem vocês também, igual. Tá bem. Cho anh Quyết chào mọi người đã hả? Hôm nay mình bây giờ mình đang bận một tí chỉnh sửa video chuẩn bị để cho đăng lên cho mọi người xem. Còn là Quỳnh sẽ làm việc ngoài kia với Antonio, với Neto, với anh Phong, với Maria kìa mọi người kìa. Bây giờ đi ra ngoài kia với mọi người. Vâng. Đây là buổi sáng hôm nay thì buổi sáng ngày Chủ nhật thì có một số việc nên là Antonio với Maria đã về thành phố để thu xếp một số đồ đạc ấy, mang thêm một số đồ để vào trong Quỳnh Nương sẽ làm. Đây Maria mới lại Quỳnh con mới lại Maxi cũng đến đây và lấy nước xin mình vẫn như mọi ngày là sẽ mang một ít nước ở nhà mình để mang đến trên Nương để sử dụng nhé. Đây thì dàn su su nhà mình là sau bão thì nó bị sập rồi. Thì hôm nay mọi người có mặt ở đây thì Antonio với Neto cũng muốn là nâng cái dàn này lên giúp cho nhà mình. Ông Neto bảo là phải ăn su su, muốn ăn su su thì phải nâng dàn lên chị. Ok, chào anh Đa Bình á. Ok. Neto muốn ăn su su phải nâng dàn chị. Você tem quanto aí de tux? Aqui quem? Antonio. Esse. Da loja. Esse que eu falei no doutor é para comprar grande. É assim. Mas esse tá bom. Não tô pegando bem, ele mexeu muito aqui. Esse já não é, partiu. Já tem que ter outro novo. Okay. Não dá trabalho muito. Ele traga como?
É assim? Sim. Assim tá bom. Caramba, assim tá bom. Mas assim dá muito trabalho. Eu quero uma, assim grande. Esse é só para trabalho pequeno. Um trabalho grande tem que ser mesmo que não está a mexer. Está tudo bom, bom, novo mesmo. Doutor, não está aqui de chuva. Trabalho é grande. Assim? Não comer. Arranjar primeiro para ele sair bem. Não, vou guardar depois. Eu vou trabalhar, eu vou guardar. Sim, guardar. Depois, deixar aqui cair, depois ele levanta ele. Tá ali mais que cair. Minha filha provar hoje. Ah, tá bom. Minha filha vai provar hoje. Tá bom, tá, tá bom. Bem. Em nghe tụi thấy su su là máu đó. Cái quả con kia nó bị sâu rồi, khó mà ăn được ấy. Nhưng mà nhiều quả mà nó, mặc dù nó bị sập dàn như thế này thôi, nhưng mà những cái quả nó đang ở trên cây đấy vẫn còn ăn tốt được mà, không vấn đề gì cả. Mình sẽ dọn lại cái dàn này, sau đấy thì sẽ nhặt những cái quả mà còn ăn được lại. Sau đấy nhà mình sẽ trồng lên một dàn mới. Cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu. Đây là đang sửa chữa lại cái vấn đề là hậu quả của cơn bão. Cơn dông. Gọi là bão thì nó hơi coi. Cây đu đủ nhà mình kia phía gió thổi này nó cũng cái lá nó bị khô hết rồi các mọi người ạ. Đây cái lá này nó bị táp táp đi. Trông hơi xấu xấu nhưng mà không bị gãy là may rồi. Phía bên này thì đỡ hơn. Đấy, quả vẫn còn rất là nhiều. Xem Ne Tù đang làm gì nào. Ne Tù mà làm tích cực cái tí nữa nhặt nhiều cho Ne Tù nhá. Ta ăn Araza bem, né? Tirar ainda todo o fio que tá amarrado, meter ali. Depois vamos levantar e amarrar de novo para ficar tudo bem. Ok, você sabe. Fazer tá mal, sombra, não tem sombra. Sombra? Sombra sim, fica assim, tudo direito. Ah. Cão não vai ficar no solo, cão. É tudo aqui, alicate ainda. Để sửa cho bạn cái bàn xoa này trước ạ. Nói chung là làm như thế này cũng phải đến cả mất buổi sáng đấy anh nhỉ? Sửa đến ban được mất ban đầu thì mất thôi. Rồi. Đây rất nhiều nhân công, toàn những tay nghề cao. Kỹ thuật cao, tay nghề kỹ thuật cao. Rồi các bạn này đang dọn dẹp dàn su su nhưng mà mỗi lần vấp phải một quả lầu su su là các bạn lại 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 yêu cầu nó vẫn ăn đấy, cứ dựng lên thôi. Rồi để mình sẽ nhặt một ít su su cho hiện tại, nhặt một ít su su trước để mình tranh thủ mình gọt, mình xào lên cho mọi người. mỗi lần nhặt được một quả su su có vẻ Antonio với lại Ne Tù lại đang thèm rồi. Em cầm rổ. Vâng. Ta sư gura bình nè. Con mẹ tè kì. Vou fritar agora. Agora, doutora. Tá pequeno. Abre o ferro aí. Fio o ferro aí. Aí. Não, tira. Já tira. Alicate. Alicate bem, doutora. Já. Nói chung cái công việc sửa chữa lại cái dàn này thật ra thì như có anh Phong với lại anh Quyết làm thì nó cũng xong thôi. Nhưng mà hôm nay thì có các bạn ấy đến đây làm cùng ấy, thấy cũng vui. Làm cùng cho vui đấy chị. Vâng, làm cùng cho vui thôi. Đấy. Mà cảm thấy cũng có tí, có một chút là phấn khởi hơn. Anh Quyết đang sửa cái đàn, cái gọi là cái này gọi là cái bàn xoa đúng không? Cái bàn xoa cho bạn đi. Mua cho bạn cái bàn xoa mới rồi, có bàn xoa mới rồi. Vâng. Nhưng mà bạn ấy có cái bàn xoa cũ này bị hỏng rồi, nhưng mà mình chủ yếu là để hướng dẫn cho các bạn biết cách tiết kiệm là chính thôi. Không, mới lại dù sao thì cái bàn xoa này mà sửa được mình vẫn tận dụng được thì càng tốt đúng không anh? Cái gì sửa được thì cứ sửa. Quan trọng là để hướng dẫn cho bạn biết cách tiết kiệm. Ở đây các bạn chưa biết đường tiết kiệm.
Rồi, tiền thì hạn chế mà nhiều cái không tiết kiệm được là nghỉ làm luôn ấy. Không có dụng cụ làm thì lại ngồi không. Anh à? Rồi, mọi người, bây giờ là chúng ta lại chuyển cảnh. Trong vừa xong cảnh mọi người đang ở trong vườn nhà mình, mà bây giờ là chúng ta đã lạc vào trong khu vực những bụi tre to. Vì là mình bỗng nhiên nhớ ra là thôi chúng ta đi chặt những cây tre tươi, cây tre mới về chúng ta cắm cho nó đẹp. Bởi vì là mất công có các bạn ở đây làm cùng rồi thì chúng ta sẽ làm cho nó đẹp hơn. Lúc đầu thì mình với anh Phong chỉ dự tính là hai anh em dựng lại cái giàn này thôi, không đi chặt cây tre mới nữa. Nhưng mà hôm nay thì tiện có các bạn lên thì chúng ta cùng nhau làm chung, cho nên là đỡ nhân lực. Nhân lực nó khỏe hơn nên chúng ta sẽ đi chặt những cái tre mới. Tiện thì mình review cho mọi người luôn các cái rừng tre, rừng trúc ở trong này, những cái khóm tre, khóm trúc của các bạn ấy. Nhưng mà hiện tại đi đến chỗ này nghe có vẻ như là dân người ta cũng chặt vơi rồi. Có khả năng là chúng ta sẽ đi đến những cái địa điểm khác để chặt cho nó dễ hơn. Antonio ơi, Vambuke Otrula đủ Aki no tanh mui tù Vambu Otrula đủ Antonio Aki no da Aki vai gastamu tu tempu aki. Thì chúng ta sẽ đi sang chỗ khác thôi, chứ ở chỗ này người dân người ta chặt cũng vậy rồi. Chúng ta không còn nhiều lựa chọn để chặt ở đây. Đi vam 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 dạ. Đấy, đây này. Cái khu này người dân người ta chặt cũng nhiều ấy. Ở bên này người ta sử dụng tre cũng rất là nhiều để người ta rào rào sân, rào sân với lại là rào vườn nhé mọi người nhé. Đó. Đây thì có suối chảy qua này. Suối chảy qua này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đi sang bên kia đường thôi. Đi vam 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 là Akino Tabong. Đấy, dân người ta chặt rất là nhiều, thế xong rồi là người ta không lấy ra được thì nó đổ cành càng ra ngoài ra kia kìa. Đó. Đó. Review luôn cho mọi người xem tre trúc ở bên này. Giờ chúng ta đi sang bên kia nhiều hơn nhé mọi người nhé. Đó, bây giờ thì chúng ta đi sang một cái vị trí mới rồi mọi người ạ. Trong này thì toàn tre với trúc thôi, rất là nhiều tre. Rọc một đi vào trong kia rất là nhiều. Chúng ta đi sâu vào trong một tí để chọn những cái chỗ dễ chặt hơn. Lâu lắm rồi mình cũng không đi vào trong này, cũng không biết là ở trong này như thế nào. Bây giờ trông quang cảnh ở trong này quá khác so với cái lần trước, lần đầu tiên mình vào trong này nhé. Đây, rất là nhiều. Nhưng mà chắc là phải đi sâu vào hơn một tí nữa. Đường này năm nay có, trông có vẻ khá rộng. Ở trong này rất là nhiều tre, nhưng mà vào mùa này không có một cây măng nào đâu nha mọi người nhé. Mùa này chưa phải là mùa măng bởi vì là mới bắt đầu, mới trận mưa đầu tiên mà. Nên là chưa có măng. Măng bắt đầu, giờ mới bắt đầu chuẩn bị nó lên thôi. Ấy, vào trong này mát rượi. Muito fresca aqui. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật, cho nên là trong này cũng rất là vắng người. Đây, trong này mọi người nhìn thấy không? Rất là nhiều. Bây giờ mình với Antonio sẽ chọn một vài cây để chặt đã. Và hôm nay để cho Antonio thử luôn con dao của nhà mình. Vì Antonio bảo là con dao bé như thế này làm sao mà chặt được làm được những cây tre này. Thì mình bảo là cứ thử mà xem. Bởi vì là các bạn ở đây các bạn dùng cái con dao dài đấy. Con dao cũng như kiểu dao quắm của các bạn ấy. Các bạn sử dụng thường xuyên ấy. Các bạn nghĩ con dao của các bạn là rất là tốt rồi. Bây giờ là để cho các bạn ấy thử con dao của mình xem là sức mạnh của con dao của Việt Nam như thế nào. On đi. Đâu tôi về. Essa muito pequeno, não é? Mais grande. Mas essa tá, essa regata muito de que criança. Precisa mais riso, já? Nếu chọn bạn những cái cây già chặt cho nó ấy. Những cái cây non quá thì không giải quyết được vấn đề gì. Mas essa também dá, vamos meter em cima. Assim. Meter em cima. Também pode cortar, né?
Y nosotros entramos un poco. Vamos ver dentro también. Đi vào trong xem, có những chỗ nó dễ chặt hơn không. Bởi vì những cái chỗ dễ thì người dân người ta cũng chặt hết rồi mà. Nhiều lắm mọi người, ở đây nhiều lắm. Cái đây là của chung cho nên là mọi người cứ vào chặt thoải mái thôi. Mọi người vào trong này chặt thoải mái. Chặt thế xong là đến mùa che già măng mọc xong lại lên rất là nhiều. Ở đây thì dân người ta không ăn măng mà chỉ có Việt Nam mình ăn măng thôi, Việt Nam với Trung Quốc thôi. Cho nên là ở đây cứ chặt là lên, chặt xong lại lên. Ekel, anh đi ra cốc đó. Và một kề cốc ta đưa mê ta đi tắm bánh đá. Em tao và một kề đi... Sinh, cốc ta đưa mê ta đi, và một lê và mê ta đi sổ. Đấy, rồi ha. Hai ông ăn sẵn thôi. Ăn sẵn thôi bởi vì là ở đây người ta chặt thôi, người ta không kéo ra được. Thì bây giờ hai ông ăn sẵn. Chặt một nửa thôi. Úi giời, bướm bay ra. Essa da puta. Tranh thủ lúc Antonio đang chặt thì mình đi review vào trong này cho mọi người một tí. Ở trong này thấy mọi người trông thấy này. Úi giời, đây là chắc là hôm vừa rồi là do gió to quá nó quật đổ hết cái chỗ này lên này. Chỗ này bị quật đổ do hôm gió to đây này. Có khả năng mình đi lên trên này mình chặt ở trên này có khi lại hay hơn đây này. Khiếp quá, gió nó quật kinh quá. Cơ bản là do chỗ này người ta bị nó đốt sẵn rồi. Người ta đốt xong rồi là nó cháy. Ủa, Antonio chặt nhanh thế, đã xong rồi. Nó cháy xong là đổ đây này. Antonio ơi. Aki kai nos kota mudik meta di aki mai happy da. Đây gọi Antonio lên chặt cái chỗ đổ này này. Cơ bản là do dân người ta họ đốt đấy, thế xong là cây nó yếu đi xong rồi nó đổ xuống dưới này này. Vamos kota di esa meta di vai happy da. Cuando en esa calle vamos meta di. Ese también da es. ¿Cómo? También da. Đấy. Vào chỗ này dễ hơn này. Nó đổ sẵn rồi. Ta cứ chọn những cái chỗ đổ sẵn thôi. Esatamenda. Đây là dân người ta đốt nương đốt rẫy thì xong là nó cháy vào trong này. Khu vườn tre này rộng lắm các bạn ạ, rộng lắm, dài dài tí 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 trên kia mình cũng chưa đi hết nữa cơ. Mình chưa biết là rộng như thế nào, mình chỉ biết nó là rộng thôi. Trong này rất là nhiều bướm. Rồi, bây giờ là để mình với Antonio làm việc đã nhá, review cho mọi người một chút thế này đã. Trong thời gian Antonio thì đang chặt tre ở trong kia, mình đi ra ngoài thuê anh bạn này để chở tre ra. Đó, đứng ở kia chỉ đạo với lại là là hướng dẫn Antonio làm nudentru nhá. Thì chủ yếu là Antonio làm thôi chứ quyết bonito thì chỉ có đứng để khua môi múa mép thôi, chứ còn chặt thì chủ yếu là Antonio. Mình thì chạy ra và anh bạn này vào đây để chở ra. Cũng chặt từ nãy giờ chắc cũng tầm gần một tiếng đồng hồ đấy. Do ở cái chỗ đó họ đốt đổ nhiều quá nó tiện dễ chặt. Cho nên là mình và Antonio sẽ chặt nhiều thêm một chút. Bây giờ chúng ta sẽ vận chuyển ra nhé. Vận chuyển về nhà cũng sắp đến giờ trưa rồi. Khả năng là về đến nhà ăn cơm trưa là vừa. Antonio đã vẫn đang chặt kia và bạn chặt được bằng này rồi. Rồi chúng ta sẽ chuyển ra dần dần. Vamos que anda turue sa ya. Đây sẽ chuyển hết chỗ này ra. Bên này trong kia chắc Antonio đang chặt được một ít nữa. Lại chuyển cảnh nhé mọi người. Quyết đã về đến nhà thì anh Phong anh đang đào nốt mấy cái nỗ. Còn Netu thì tranh thủ sau khi làm xong Netu ra kia làm ít cỏ ngô kìa.
cái ngô của nhà mình trồng và cái thời gian nó nắng quá, nước tiếp không đủ, thế cho nên là nó lên cũng khá là chậm cái ngô mà mình trồng bữa trước đấy mọi người ạ. Nên là đợt này khả năng cái ngô này hơi thất thu, nhưng mà vẫn sẽ có bắp để ăn nhé mọi người nha. Thôi, còn anh Phong thì đang đây, vẫn tiếp tục làm. Antonio thì đang đi theo xe chở về phía sau nhé. Còn trong này thì Quỳnh Châu Phi đang tiếp đạn. Quỳnh Châu Phi đang chuẩn bị tiếp đạn nhé. Đấy, đạn hôm nay có những gì? Su su là món chính các bạn cứ yêu cầu mãi. Món chính mà ít vậy? Các bạn nên nhặt mót lại những cái quả trên giàn đấy, chắc là nó bị đổ xuống nên là nó không phát triển được. Nó thối à? Vâng, rất nhiều quả nhưng mà nó cứ bị thối một nửa. À đấy à. Sâu lắm một nửa. Đấy, thế xong là nhiều, thoải mái. Đợi Antonio với lại xe chở gì nhỉ? Chở tre về, thế xong về. Là chúng ta ăn cơm trưa đã, giờ đến giờ trưa rồi mà. Vâng. Su su này, tôm này với mực tôm à? Này, hôm nay toàn đồ ngon hải sản. Kình kình nám. Quỳnh nhưng không phải đùa đâu. Hả? Thôi đi. Đây mọi người nha. Tre bây giờ mới về đến nhà này. Giờ tre mới về đến nhà nha. Đây bây giờ là bỏ ở đây. Antonio tưởng là anh Phong với lại Netu cắt hết su su. Cái đấy luôn á. Đây, Quỳnh đây. Xong chưa? Quỳnh nấu cơm xong chưa? Em nấu xong rồi, chuẩn bị hết xong rồi ạ. Xong hết rồi à? Vamos comer ya in da almoço. Sim. Muito cedo. Nhà tù bán trưa bây giờ sớm quá, bây giờ mới gần 12 giờ rồi. Então, que Neto vai não comer? Vou comer porque já está pronto. Agora não é almoço. Mata bicho agora. Dạ, ra và mau đi kể tu đu và mua một con mè nhá. Anh Phong vào ăn cơm đi. Đó, bây giờ để mọi người vào rửa chân tay rồi ăn cơm nhá, cả nhà nhá. Chúng ta sẽ ăn cơm trưa trước, xong rồi tí nữa các bạn lên làm. Nói chung là coi như là hôm nay mất cả một ngày ở đây. Đây mọi người nhá, bây giờ là mâm nước đầy đủ. Anh có xe xe ta kì? Xe ta xì. Hôm nay là mình có một bàn, ngồi ghế. Nên tu, anh quên ta. Hôm nay là chúng ta còn có bia để uống bia nhé. Không có thôi, anh cứ kệ bạn đi. Để các bạn ăn đũa. Vâng, cả nhà ăn đi. Mời mọi người ăn nhé, mọi người ăn cơm nhé. Bây giờ phải để cho Nghe Tù đánh giá xem các món này ăn như thế nào. Em sắc Nghe Tù có nhé chứ. Cho Nghe Tù cầm đũa này. Cho bạn cái kìa. Nè tôi không uống gì, nè tôi nào. Wow, cái gì? Thôi bây giờ xin vào. Cái gì là gì đủ? Cái gì? Ra Saudi. Có mẹ nha. Antonio ngồi không quanh chân được, bởi vì là cái tập quán ở bên này người ta không ngồi quanh chân mà người ta ngồi bàn ghế các bạn. Cho nên là Antonio không ngồi quanh chân được. Có Nghe Tù thì không biết sao Nghe Tù quanh chân rất là nhanh. Tùm bông. Essa arroz come bom. Doutor, muito bom. Todo coisa bom, assim, gostar tudo. Vamos acabar, né? Vamos acabar. Tudo vamos acabar para que ficar limpo. Chuchu, bem preparado. Tudo está preparado. Estamos aqui, família.
Estamos a gostar, tudo está bem, bem. Comer, rotar bem. Tá uma cerveja para acompanhar tudo, chuchu. Choco. Chama-se quê? Camarão. Camarão, você não sabe? Diferente, muito diferente. É pequeno. É diferente, é pequenininho. É. Mas é passado, é. Grande. Está tipo feijão, de olho de Parma. Aqui não, menino. Ok. Vai, vai, vai. Neto, gặp đâu vậy nha? Đây em nấu nhiều cơm. Crack, crack. Tá tudo no hotel, deve estar 10 mil. Tá 90 mil. Não, 90 mil. Ah, vamos aí, mas ngày ăn nha, mình là mày ăn chính thức đây. Isso é prato muito especial. Nhà tù ăn sao băng cả đũa ra ngoài kìa. Cho nhà tù biết tiền nè. Kệ bạn đi, để cho bạn học ăn đũa, kệ bạn thôi nha. Ừ. Học cái gì phải học mới biết được. Amanhã, até depois ficar craque. Dạ. Yeah. Amém. Já não prendeu hoje. Tá bem. Amanhã ficar craque já. Se eu conseguir bem, pode sempre passar aqui. Tá. Cozinha. À, sau khi ăn cơm trưa xong sau khi ăn cơm xong thì mọi người tiếp tục làm việc, còn Quỳnh thì đi cho gà ăn đây, đi xuống nhà bếp xin cơm về cho gà ăn. Đó. Thôi là Quỳnh rất là chăm chỉ nha mọi người nhé. Đấy, Quỳnh hơi bị chăm chỉ đấy. Quỳnh là cô Tấm ấy, cô Tấm ngày xưa, à cô Tấm ngày nay. Nhà tù thì vừa hát vừa chơi vừa hát đi. À, chắc là một lúc nữa là mọi người làm xong cái này thôi. Mặc dù là hơi nắng một tí nhưng mà ở đây nắng cũng không đổ mồ hôi mà, nên là mọi người cố gắng làm nhanh để còn đi xuống nhà Antonio còn làm tiếp việc nữa. Quỳnh thấy dàn anh Phong với này mọi người làm thế nào? Em thấy dàn này đẹp hơn cái dàn cũ luôn đấy ạ. Có đây gọi là có mới nới cũ đấy. Không, dàn cũ thì thật ra nó đổ đợt này cũng là hơi mình cũng buồn đi. Nhưng mà bây giờ có dàn mới cũng là cái để mình thay cái dàn mới cũng đẹp. Tốt. Thế vậy là đẹp bằng nhau chứ? Đẹp bằng nhau. À đấy, đẹp bằng nhau nha mọi người nha. Cái dàn mới này đẹp bằng cái dàn cũ của mình làm nhá. Aqui está banhado. Um aqui, um ali no Antônio. Neto, depois essa aqui vai tirar susu como? Não, assim pode tirar susu. Voa, né? Bom, assim. Voa. Muito alto. Se fizesse alto, era quando tirar susu e subir na cadeira para tirar susu. Ah, assim não é muito alto. Não, tá bom, tá bom. Eu tá penso bom. Que com doutora ele vai voar. É. Não. Você doutora fica no ombro do doutor para tirar. Depois meter na dentro. Ah, não vai partir. Não, não vai. Doutora é leve. É, já. Essa aqui é diferente do Antonio. É. Thật ra đợt đầu tiên mới xuống dưới này đấy thì cái dàn susu cũ thì là những cái công trình đầu tiên mà hai vợ chồng khởi công ở đây. Vậy nên là ra nó sập đi thì cũng hơi buồn một chút, nhưng mà bây giờ thì mình nhà hai lần làm cái dàn mới này thì đã có đông nhân công hơn, có nhiều người hơn. Mình cũng có một video của cái dàn susu cũ đấy anh nhỉ. Đấy là một là khởi công công trình đầu tiên và đấy cũng là những cái video đầu tiên của trên kênh của hai vợ chồng mình. À, nhà mình có hai quả đu đủ sẽ chín rồi. Ương. Đó. Làm ở đây mới để ý chỗ này có hai quả đu đủ chín mà.
Esa, me tu para me tu ya. Doctor. Esa para me tu. Mai depois, é você trabalhar agora, depois acabar. Doctor. Mas depois vai dar ali depois, essa é para Antônio. Nenê vai comer, vai gostar. Eu falei do doutor que te deu. Tá bom. Ai, eu gosto de dar 2 quartos, mas. Essa é para Antônio, já? Antônio come mamão. Não, não. Tu neto. Antônio come massa de mamão. Đây giới thiệu mọi người, đây là cây bầu nhà mình đang bé bé đây. Guerra ta vi ok. Đó. Vamos entrar lá dentro, tá vit. Guerra ali, vamos. É que. Né tụi nó mà chiến tranh ở đây nhau đấy, chạy. Dạ. Cái tiếng nổ đấy không biết ở đâu nhỉ, hay là cái cọc điện nào đấy anh nhỉ? Đấy, giới thiệu cho mọi người cái bầu chưa? Rồi ạ, cái bầu rất non luôn, nhìn cái ngọn trông non xinh đó. Mình trồng rất là nhiều hạt, chỉ có sống được 1 cây. May mắn là bão đổ xuống nhưng mà cái cọc ở đây thì lại không bị làm sao nên cây bầu sống vẫn còn rất là may, chú tốt. Không chắc mà. Vâng. Chắc quá là nó dày, nó đổ hỏng hết đi. Nó có bánh kẹo đấy. Chỉ cần gá nó lên đấy là mai ngày một thời gian nữa nó sẽ mọc vào trong đấy là được. Buộc nó vào đây thôi. Buộc buộc nó lại, túm túm nó lại thôi anh ạ. Lấy cái buộc nó vào, nó lại rơi xuống. Đây, không, mình sẽ buộc vào đây. Vâng, buộc vào là được rồi. Nó cao cao một tí nó vẫn sống được rồi, nó vẫn ra quả được ấy. Đó. Bây giờ hiện tại thì giàn đã gọn gàng sạch sẽ lại rồi mọi người. Công trình lại đẹp. Chưa được như xưa nhưng mà mọi người mệt thì ngồi nghỉ. Lặng yên mà mình nghe tù thì hello. Palabeng, xin chào. Xin chào mọi người nha. Ok, xin chào mọi người nha. Mọi người đã despedida. Ok. Neto, não, não casa do nada, né? Pode me sentar, vai dormir. Tá bom. Chào mọi người nhá. Đi chào mọi người nhá. Các bạn trong video lần sau. À, được rồi ạ. Đây làm xong giàn. Như vậy là giàn là hiện tại như thế này. Đây đây mọi người ơi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào.